Nhất Nam Land hân hạnh tài trợ chương trình này. Siết tín dụng bất động sản liệu có tiếp tục giữ trần 40% đến hết năm 2020? Môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề sẽ bị xử phạt. Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội nóng ở nhiều phân khúc. Bất động sản phía Tây Nam Hà Nội, đất thổ cư nóng trở lại. Thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Nhịp cầu Địa ốc cuối tuần ngày hôm nay. Trước tiên thì mời quý vị cùng đến với những nội dung khác của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong tọa đàm những nghịch lý của thị trường bất động sản diễn ra mới đây, các chuyên gia cho rằng quy hoạch có thể điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên không thể điều chỉnh vượt quá giới hạn cho phép của hạ tầng, phá vỡ quy hoạch tổng thể như hiện nay. Chia sẻ nhận định của một số đại biểu Quốc hội về việc quy hoạch các đô thị hiện nay bị dẫn dắt bởi các nhà đầu tư, nhiều quy hoạch điều chỉnh đến 5-6 lần như quy hoạch Thủ Thiêm cũng đang là bức xúc của nhiều người dân thành phố. Về quy hoạch, nguyên tắc là có điều chỉnh, việc đó là hiển nhiên vì quy hoạch mang tính dự báo cho tương lai. Trong cơ chế thị trường này, dự báo rất khó chính xác nên trong quá trình triển khai phải theo nhu cầu của thị trường để có những điều chỉnh. Có hai loại điều chỉnh quy hoạch chung và điều chỉnh quy hoạch trong dự án. Hiện thị trường bất động sản đang thiên về điều chỉnh trong dự án. Ví dụ, dự án ban đầu chỉ cho xây hệ số khối tích công trình là 5, nhưng sau đó cứ điều chỉnh tăng lên 6, 7, thậm chí lên gấp 10 lần mà không theo chuẩn mực của hạ tầng. Dĩ nhiên, nhà đầu tư thì muốn tăng lên để khai thác triệt để quỹ đất, nhưng việc đó phải tính toán lại quy hoạch như thế nào thì chưa được quan tâm rốt ráo. Đây cũng chính là lý do dẫn đến chuyện người dân có nhiều thắc mắc. Thưa quý vị, mới đây Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung trong dự thảo thông tư quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, theo dự thảo chỉ giữ trần 40% tới hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp tục có văn bản kiến nghị nên kéo dài thêm 6 tháng để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị. Cơ sở để HORIA kéo dài mức 40% là do nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa chuyển đổi thành công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Số lượng các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản REIT còn quá ít. Vốn FDI và thị trường bất động sản hiện chiếm khoảng 21% tổng nguồn vốn FDI, nhưng vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp bất động sản. Đối với các khoản vay tiêu dùng có hệ số rủi ro 100%, HORIA nhất trí áp dụng hệ số rủi ro 100% đối với các khoản vay tiêu dùng, trong đó có vay mua nhà, xây nhà ở mức độ từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng. Thưa quý vị, bảng giá đất năm 2020 được sử dụng để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân tính thuế sử dụng đất. Bảng giá đất dùng để tính phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai, tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao có tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Đối với đất ở đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định giá cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất. Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá cao hơn nhưng không quá 50% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá. Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng thì căn cứ vào giá đất rừng sản xuất tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất và căn cứ các phương pháp định giá để quy định mức giá đất. Bảng giá đất năm 2020 được ban hành ổn định cho 5 năm. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm ranh giới hành chính thành phố Hạ Long có diện tích tự nhiên khoảng gần 28.000 ha.
Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các khu vực lân cận thành phố như là huyện Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên và thành phố Cẩm Phả. Dự kiến đến năm 2030, dân số của thành phố là khoảng 570 đến 600 ngàn người. Về quy mô đất đai, đất xây dựng đô thị đến năm 2030 là khoảng 7.852 ha và đến năm 2040 là khoảng 10.880 ha. Về định hướng phát triển du lịch, thành phố sẽ phát triển du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng resort cao cấp, cảng tàu khách quốc tế, bến du thuyền, bến thủy nội địa, hiện đại, đẳng cấp, quốc tế, bãi cháy, Hùng Thắng, du lịch văn hóa tại khu du lịch Hòn Gai, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Tuần Châu, Đại Yên, kết hợp với địa phương lân cận để bổ sung các dịch vụ hỗ trợ du lịch. Đánh giá về thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, nhà đô thị học cho biết, thực sự hiện nay ai đang dẫn dắt thị trường bất động sản và đó không phải là nhà nước. Theo nhà đô thị học Nguyễn Minh Hòa, thành phố chưa bao giờ kế hoạch hóa nhu cầu nhà ở của người dân nên thị trường liên tục nhảy múa, lúc nóng lúc lạnh. Người dân không biết chính xác thị trường đang diễn biến thật ra sao. Có những bộ phận người dân của thành phố Hồ Chí Minh cả đời không thể có nhà ở. Huyện Bình Chánh có 10.000 căn hộ không bán được, nhưng chuyên gia cho rằng nếu thành phố chỉ cần đầu tư đường, công viên, trung tâm đô thị mới, trong vòng nửa tháng chắc chắn sẽ bán hết sạch. Chuyên gia cũng đặt câu hỏi, những căn hộ sản xuất ra có đến tay người tiêu dùng hay không khi có đến 70% là đầu cơ. Tới đây quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết, một số nhà đầu tư lớn đã chuyển về các tỉnh Long An, Nhân Trạch, về Cần Thơ, Phan Thiết. Chính vì không có quy hoạch, kế hoạch tốt nên mới dẫn đến tình trạng thị trường bất động sản bát nháo. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa cũng khẳng định phải có tổ hợp sống, không gian sống cho những khu đô thị mới, nếu không trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào tình trạng các nhà đầu tư bỏ đi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp hoạt động môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ theo quy định của pháp luật. Trước thực trạng các môi giới tung tin thất thiệt, không chính xác tạo sự không minh bạch cho thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng môi giới bất động sản trong đó có quy định cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải là người đã qua kỳ thi sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản và theo thông tư quy định. Các bài thi sát hạch câu hỏi của thí sinh phải đạt yêu cầu từ 70 điểm trở lên theo thang điểm 100 mới thi đỗ và được cấp chứng chỉ. Theo quy định, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nếu không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định. Phần lớn, lực lượng môi giới bất động sản tham gia bán hàng tại các sàn giao dịch bất động sản như hiện nay đều không có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo bài bản. Họ chỉ được đào tạo ngắn hạn về chính sách bán hàng của dự án bất động sản mà họ tham gia bán hàng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô tách thửa bán nền không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng thu gom đất để xây dựng hạ tầng các khu dân cư tự phát không đảm bảo quy chuẩn xây dựng, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại hạn chế, bất cập. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở các bộ, cơ quan trung ương tại thành phố Hà Nội. Cụ thể là qua nghiên cứu báo cáo số 91BCBXD ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương các đoàn thể tại thủ đô Hà Nội đến năm 2030, Bộ Quốc phòng thống nhất với kiến nghị đề xuất của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem phương án 3, phương án có nhiều ưu điểm và có tính khả thi về việc di chuyển 14 bộ ngành cơ quan trung ương về khu vực Tây Hồ Tây với quy mô sử dụng đất khoảng 35 ha, bình quân mỗi cơ quan là từ 1,5 đến 2 ha với tổng số người làm việc dự kiến là khoảng 14.000 người, trong đó bình quân 1.000 đến 1.500 người một cơ quan, tăng cao bình quân dự kiến khoảng 15 đến 20 tầng, chưa kể 3 đến 4 tầng ngầm.
Nhu cầu tài chính cho phương án tại khu vực Mễ Trì Hạ, Tây Hồ Tây là khoảng 11.897 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ chuyển đổi 50 ha tại Mễ Trì Hạ thu về 10.000 tỷ đồng. Vốn chuyển đổi đất trụ sở cũ trong nội thành là khoảng 1.897 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Việt Nam đã xuất hiện nhiều công trình xanh cho các dự án nhà ở, chung cư và đặc biệt là mô hình này cũng đã hiện hữu trong trường học. Với mong muốn là nhân rộng mô hình trường học xanh, gần đây, tập đoàn Capital House đã phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức tọa đàm cà phê xanh số thứ 2 với chủ đề Cơ sở vật chất xanh cho trường học xanh, xu thế, thách thức và lợi ích. Trong buổi tọa đàm thì các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển các trường học xanh trên thế giới và các tiêu chí sức khỏe, tiện nghi và môi trường. Theo nhiều chuyên gia, có 3 yếu tố để hình thành một trường học xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó là xây dựng cơ sở vật chất xanh, chương trình giảng dạy xanh và tính chất cộng đồng xanh. Theo đó, ngôi trường xanh trước tiên phải có mục tiêu giảm tác động có hại lên môi trường, không lãng phí và sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên nước cũng như hạn chế chất phát thải trong các sinh hoạt tại trường. Tại buổi tọa đàm, ông Đỗ Viết Chiến, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã nhận định, muốn có con người xanh phải có đô thị xanh, muốn có đô thị xanh phải có nhiều công trình xanh, mà trong đó là trường học xanh. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam đã trao chứng nhận Lotus hạng vàng, giai đoạn hoàn công cho trường mầm non và tiểu học Genesis của tập đoàn Capital House. Với sự kiện này, Genesis School đã trở thành dự án trường học đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ xanh. Chúng ta phát triển xanh thì chúng ta phải đi từ gốc, tức là từ những cái thế hệ con cháu của chúng ta, những bạn học sinh từ mầm non đến tiểu học. Thì khi mà chúng ta gieo được cái mầm xanh vào những cái thế hệ còn trẻ như thế để lớn lên 10, 20 năm nữa, các bạn có những cái triết lý ở trong suy nghĩ của các bạn để phát triển một cái xã hội bền vững, thân thiện với môi trường. Trường Genesis School cũng là trường học đầu tiên tại Việt Nam đưa triết lý giáo dục xanh vào trong giảng dạy chính thức tại nhà trường. Chúng tôi sử dụng 8 trên 17 mục tiêu về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc tầm nhìn 2030 vào trong các cái hoạt động giảng dạy của nhà trường. Chương trình tọa đàm nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình Vận động phát triển công trình xanh tại Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam triển khai. Dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, với mong muốn tạo ra những góc nhìn đa chiều và những kiến giải mới cho việc liên kết, thúc đẩy phát triển công trình xanh ở Việt Nam, hướng tới hình thành một thị trường bất động sản Việt Nam xanh và bền vững. Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tháng 6 phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc bồi thường, hỗ trợ người dân Thủ Thiêm. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nhanh chóng tham mưu chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu công nghệ cao cũng như giải pháp đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác sinh hoạt, công nghệ phát điện trên địa bàn thành phố, chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai áp dụng cơ chế quy trình đặc thù, rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất ngay sau khi có nghị quyết của Chính phủ. Thưa quý vị, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất sửa luật đất đai theo hướng bổ sung quy định về quyền mua trước của nhà nước để từng bước khuyến khích người dân đưa giá giao dịch thực vào hợp đồng mua bán đất. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về giá đất trong luật đất đai sửa đổi sẽ được sửa đổi theo hướng thiết lập cơ sở dữ liệu giá đất, thị trường tin cậy thông qua việc bổ sung quy định về việc đăng ký giá đất nhằm từng bước thiết lập cơ sở dữ liệu về giá đất thị trường tin cậy, bổ sung quy định về quyền mua trước của nhà nước để từng bước khuyến khích người dân đưa giá giao dịch thực vào hợp đồng mua bán đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất bổ sung quy định xây dựng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh bằng giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhằm khuyến khích các địa phương xây dựng bảng giá đất phù hợp với giá thị trường mà không ảnh hưởng tới khuyến khích đầu tư và tâm lý của người dân thông qua việc điều chỉnh được hệ số điều chỉnh bảng giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính.
Thưa quý vị, theo quy luật của thị trường, khu vực nào có hạ tầng mới, hạ tầng phát triển thì bất động sản nơi đó sẽ có sự phát triển theo. Thực tế thì năm 2018, sau thông tin huyện Hoài Đức được đề xuất lên quận, cũng như là việc thực hiện dự án mở đường từ Mỹ Đình vào khu Di Trạch Trần Hữu Dực, giá trị bất động sản tại khu đô thị HUD Vân Canh đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên điều đó đã đủ để khôi phục lại một khu đô thị đã bị bỏ hoang nhiều năm. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Invest TV. Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại khu đô thị Húp Vân Canh. Đây được mệnh danh là một khu đô thị chết bởi lẽ, nhưng khu biệt thự như thế này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Hạ tầng xuống cấp, cỏ mọc um tùm, rác thải sinh hoạt chất đống. Đó là những gì đang diễn ra tại khu đô thị Húp Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Cái khu đô thị này trước đây là xây dựng từ năm 2008-2009 của Tổng Hút. Sau khi cái thị trường nó đóng băng cái năm 2011 đấy, và là coi như là kiểu là giá khi họ bán thì giá rất cao. Họ bán cái lúc ấy là coi như là cũng là năm mấy triệu, 60 triệu một mét. Trên cái mặt đường đôi của cái đường Mai Mốt Mỹ Đình thông xuống ấy thì cũng là 65-70 triệu. Từng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại, sang trọng với các hạng mục, khu biệt thự, nhà liền phố, tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và các căn hộ chung cư. Thế nhưng sau gần 10 năm, khu đô thị này vẫn trong tình trạng hoang hóa. Người dân cho biết, thời điểm năm 2013 đến năm 2014, thị trường bất động sản tại đây có nhiều biến động. Giá bất động sản giảm mạnh từ mốc 60 triệu đồng trên 1 mét vuông xuống còn 22 đến 27 triệu đồng trên 1 mét vuông. Nhiều chủ đầu tư đã phải bán tháo gấp hoặc cho thuê dài hạn. Nhiều thằng vay hàng bán đống mắt thế. Khi ông nô bác, ông nuôi nô bác, ông bổ năm đến tôi vào đi mua, cứ như là bác Hồ về thăm, để khách mà giá năm 2018 muốn mua đâu thì mua. Tưởng chừng như không thể cứu vãn gần 10 năm bị bỏ hoang, thế nhưng khi có thông tin huyện Hoài Đức sẽ lên quận vào năm 2020 và dự án mở đường từ Mỹ Đình vào khu Di Trạch Trần Hữu Dực đã khiến bất động sản nơi đây bắt đầu khởi sắc trở lại. Theo ghi nhận, tại vị trí mặt đường 17m, giá nhà đất giao động từ 55 đến 57 triệu đồng trên 1m2, trong ngõ nhỏ giao động từ 40 triệu đồng trên 1m2 và khu vực trục đường đôi giá từ 75 đến 80 triệu đồng trên 1m2. Ngày xưa là cũng ít người về ở đây, nhưng bây giờ bắt đầu là đang thời kỳ này là rất nhiều người về đây là để mà hỏi mua, với lại giá cả nó cũng bắt đầu nó tăng lên rồi. Dãy bác đang đứng đây, người ta thấy trục đường này là trục đường chính, hay là còn trục này đằng sau vườn hoa thương cá trên cùng thì nó rẻ hơn, còn trục này thì không ai bán, giá là 58-60, mà đây nhà bác là 110, nhưng dãy này là 110 ấy. Mai mốt là các đường lớn nó thông vào, thứ nhất là Hoài Đức lên quận nữa, thì cái đấy là cái chủ trương của chính phủ đề ra là lên quận thì mình cũng không nắm chắc được, nhưng mà cái giá đất ở chỗ này thì thực tế nó vẫn là rất tiềm năng, bởi vì làm sao, bởi vì cái giá này nó cũng không phải là cao, mà không phải là đất, mà một cái khu đô thị để mà coi như nó quy hoạch được như thế này đến bây giờ, trong vòng 9-10 năm nay thì bây giờ họ mới đang vào ở thì nó cũng là bình thường. Và cái giá này chú còn nghĩ khi mà nó lên quận hoặc nó thông đường thì nó phải lên ít nhất là 10-15%. Theo dự đoán, từ nay đến khi tuyến đường chính thức được khởi công, thị trường bất động sản khu vực này sẽ sôi động hơn. Tuy nhiên, liệu đó đã đủ để khôi phục lại một khu đô thị bị bỏ quên nhiều năm? Quỹ đất rộng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng với sự xuất hiện của những ông lớn có là cơ sở cho sự bùng nổ của thị trường bất động sản khu vực phía đông Hà Nội cho năm 2019 hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, phóng viên Invest TV đã có những khảo sát cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là một khu vực tiềm năng, giữ vị trí quan trọng trong việc kết nối các trung tâm kinh tế phía Bắc như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, cùng với chính sách quy hoạch mới, thị trường bất động sản phía đông Hà Nội liệu có khởi sắc? Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Thủ tướng có quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Thủ tướng đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại các khu vực như Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên. Ngoài ra, hạn chế tối đa xây dựng các công trình thấp tầng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này đã ảnh hưởng như thế nào đến bất động sản tại đây? Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Invest TV tìm hiểu về vấn đề này.
Quy hoạch giao thông xưa nay vẫn được ví như ngòi nổ kích hoạt sự phát triển của một khu vực. Bất động sản phía đông Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Cụ thể, cuối năm 2017, sau khi Hà Nội công bố thông tin sẽ quy hoạch 4 cây cầu mới bắc qua sông Hồng và sông Đuống đã khiến bất động sản tại những khu vực Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên đã mang một gam màu khác hẳn. Mới đây, Thủ tướng đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch các đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên. Chủ trương này đã mang đến những tín hiệu tích cực về thanh khoản lẫn giá bán cho thị trường bất động sản khu vực này. Theo đánh giá của anh thì thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội phải nói hết sức tiềm năng. Thứ nhất là tuân theo cái quy hoạch của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 thì khu vực phía Đông Hà Nội gồm có Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm là thuộc khu nội đô mở rộng, sẽ góp phần vào giãn dân cho khu vực nội đô lịch sử. Và theo quy hoạch ở đây thì sẽ phát triển hạ tầng dịch vụ, thương mại, vui chơi giải trí, công nghệ, văn hóa, lịch sử, vân vân. Thế và một điểm đặc biệt là khu phía Đông Hà Nội có một cái vị trí kết nối giao thông cực kỳ thuận lợi. Giá nhà đất tại khu phía Đông Hà Nội tăng giá là nhờ vào sự phát triển của hạ tầng. Tại khu vực này đã chứng kiến một làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ hàng loạt các tập đoàn lớn như Him Lam với quỹ đất 20 hectare đất tại Dương Xá, 320 hectare đất tại phường Long Biên và Cự Khối. Ngoài ra còn phải kể đến các tập đoàn như Vingroup, Sun Group, TNR, MIK Group, Eurowindow, Sunshine Group cũng đang cấp tập đầu tư tại đây. Dù được đánh giá là khu vực tiềm năng, nhưng để tránh những rủi ro đáng tiếc, các chủ đầu tư cũng cần lưu ý. Trong tương lai gần, giá đất và nhà dự án tại các khu vực Long Biên được dự đoán có thể tăng hơn nữa, nhưng nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm và tiến độ dự án mà mình muốn mua cũng như là năng lực và uy tín của chủ đầu tư để tránh những phiền toái về sau. Môi giới, tiếp thị, phân phối, phát triển các dự án bất động sản tại khu vực miền Trung. Với đội ngũ lãnh đạo chiến lược cùng đoàn tinh binh hùng mạnh, Nhất Nam Land đã thanh khoản thành công các dự án lớn, xây dựng thương hiệu và phát triển khu vực. Nhất Nam Land, uy tín để trường tồn. Tiếp tục chương trình là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt công bố quyết định quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình thành phố Đà Lạt ngày 15 tháng 3 năm 2019 vừa qua, giá đất tại trung tâm Đà Lạt những ngày qua liên tục tăng đột biến. Có những khu đất tháng trước chỉ khoảng 300 triệu đồng một mét vuông, nhưng nay đã tăng lên 1 tỷ đồng một mét vuông. Những khu trung tâm giá tăng lên hàng chục triệu, hàng trăm triệu mỗi mét vuông theo từng ngày. Nhiều vị trí đất đắc địa nhiều người vừa mua xong liền sang nhượng lại đã lời vài chục tỷ đồng. Theo vị đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, tỉnh Đồng Tháp, hiện tượng giá đất tăng cao bất thường của Đà Lạt có thể đặt ra hai giả thiết. Thứ nhất, Việt Nam có nhiều người giàu, nhưng với số tiền lên tới 1 tỷ đồng một mét vuông thì những người có nhu cầu thực sự cũng chưa chắc đã muốn mua. Vì thế, trong trường hợp thứ nhất, có khả năng là chiêu tung tin, đánh lạc hướng dư luận của những nhà đầu cơ buôn đất nhằm ôm trọn những lô đất vàng ở Đà Lạt. Thứ hai, đại biểu này cũng cho rằng có khả năng đây là chiêu thổi giá của những nhà đầu cơ buôn đất nhằm tạo ra cơn sốt ảo, thu hút nhà đầu tư mới nhảy vào mua đi bán lại hưởng phần chênh lệch. Ông cảnh báo người dân phải hết sức tỉnh táo để tránh bị rơi vào bẫy của những cò đất, những người đầu cơ đất. Cách đây tròn 4 năm khi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai được Quốc hội chính thức thông qua, đất ở khu vực quanh sân bay bắt đầu tăng giá. Từ tháng 1 năm 2018, khi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành được chính phủ phê duyệt, thì giá đất bước vào thời kỳ tăng nóng. Nhất là trong vòng nửa tháng qua, khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thể điều chỉnh giới hành chính để phục vụ dự án sân bay Long Thành chính thức được công bố, thì bất động sản khu vực này lại lên cơn sốt. Khoảng 3 năm trước, giá đất tại đây chỉ vài trăm ngàn đồng trên một mét vuông, đất gần mặt đường nhựa chỉ gần 1 triệu đồng trên một mét vuông. Tuy nhiên hiện nay, giá đất lại tăng lên cả chục lần, dao động từ 1,3 đến 1,4 tỷ đồng trên một lô, tương đương với 100 mét vuông. Có nơi lên đến 1,6 tỷ đồng trên một lô. Tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cho biết, trong vài tháng gần đây, văn phòng tiếp nhận gần 2.800 hồ sơ xin chuyển nhượng đất, trong đó riêng tháng 5 là gần 1.600 hồ sơ, tăng gấp 1,5 lần so với những tháng trước đó. Mới đây, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, dự thảo luật kiến trúc đã được đưa ra thảo luận với vấn đề được đặc biệt quan tâm là việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Dự thảo luật kiến trúc quy định 3 đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề, bao gồm kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân, cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc và cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc. Khoản 1 điều 27 có quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thời hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc có nêu. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Theo báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật kiến trúc số 391/BC/UBTV/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đối với nội dung này, rất nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội giao việc cấp chứng chỉ hành nghề cho một tổ chức xã hội nghề nghiệp để có thể huy động được nguồn lực xã hội, giảm bớt công việc cho cơ quan quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó cũng có ý kiến lại cho rằng, không nên giao quá nhiều nhiệm vụ cho tổ chức xã hội nghề nghiệp của kiến trúc sư vì thực tế cho thấy điều kiện năng lực của các tổ chức này chưa thực sự đáp ứng yêu cầu để có thể đảm nhận được việc cấp chứng chỉ hành nghề. Việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư tại cơ quan cấp tỉnh sẽ dễ xảy ra tình trạng cấp đổi theo cơ chế xin cho. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn sự đồng hành của Bất Động Sản Nhất Nam Land. Những ý kiến phản hồi xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình, đó là 0823465555 và địa chỉ mail của chúng tôi, banbietap@invest.com.vn. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau.